Hai chào bạn, hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2024. Sớm hơn mi xin giới thiệu mẫu Canon đều. Khung sườn nhôm, phục khí, có remote khóa phục, phục có hành trình đo lực. Xe được trang bị cấu hình là một đĩa và 12 clip. Phiên bản, con này là phiên bản hàng không chính hãng nha các bạn nha, hàng không chính hãng. Mà rất là đẹp nha các bạn nha, rất đẹp luôn. Đó. Giá xe đang được bán với giá 11 triệu 500 ngàn. Các bạn nghĩ coi, một con xe mà đẹp như vậy, sườn nhôm nha. Sườn nhôm mà sườn xử lý không mối hàng, phục khí 11 triệu rưỡi, làm gì có con nào điều rơi 6.1. Đây là xe điều rơi 6.1, một đĩa 12 clip, bánh 29, vỏ trao danh, phục khí có hành trình đo lực luôn. Màu sơn lại là tuyệt phẩm của ác nhân cốc luôn nha các bạn nha, rất đẹp. Canon đều. Ghi đông bô tăng nhôm nè. Khung xe là bảo hành cho các bạn là khung xe là 2 năm, đề clip là hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Vỏ ruột bạc đạn không bảo hành. Tay đề Shimano đều rơi 12 tốc độ 6.1. Thắng dầu Shimano MT200. Ghi đông nhôm, phục khí Canon đều 11 triệu 500 ngàn. Các bạn thử tìm đi, làm gì có con nào 11 triệu 500 ngàn. Phục khí, bánh trước sử dụng ti bật tháo mở nhanh, bánh bạc đạn mà gối nổ như xe tăng. Đó, tuyệt vời luôn nha các bạn nha. Các bạn coi màu sắc sơn nè. Đó, đáng lý là mình sẽ quay cái màu sơn trước cho các bạn, nhưng mà mình quay về cho các bạn coi trước nè. Tuyệt phẩm của một công nghệ nha các bạn nha. Công nghệ Canon đều. Mã của nó đây nè. Retech gì á, đó. Nói chung tiếng Anh mà không biết đọc luôn. Đó, sườn là sườn nhôm nha các bạn nha. Rất đẹp, rất đẹp. Sườn nhôm. Đó, các bạn này nhìn vô đây gọi là mã Canon đều vũ trụ nha các bạn nha. Các bạn để ý đi. Nó giống như đang ở một cái không gian vũ trụ nào đó, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Sườn rất là đẹp, sơn rất đẹp. Giò dĩa một đĩa. Cốt rỗng BB bạc đạn vặn. Sơn Sumix sơn 12. Giò này một dĩa thôi nha các bạn nha. Clip thả 12 tầng. Cùi đề clip Shimano đều rơi. Cùi đề clip có khóa cùi luôn. Rất là ok, rất là chuẩn luôn. Một đĩa 12 clip. Màu sơn vũ trụ nha các bạn nha. Màu sơn này mình đặt giống như không gian vũ trụ 3 chiều 3D các bạn. Thằng kia là nó xịt rửa xe nha các bạn nha. Nó rảnh lắm, bán xe đạp mà ngồi sửa xe máy hoài. Đang quảng cáo màu sơn mà nó xịt, các bạn tưởng mình xe này mình sơn, bên mình không có biết sơn đâu nha các bạn nha. Xe này bên mình không có biết sơn đâu các bạn đừng kêu mình sơn, mình thua luôn á. Rất đẹp. 11 triệu 500 ngàn. Đó, màu sơn tuyệt vời, Canon đều. Thắng dầu Shimano MT200, phục khí có remote khóa phục. Tay đề Shimano đều rơi 6.1. Phục có hành trình đo lực luôn. 11 triệu 500 ngàn bao ship. Giá này bao ship cho các bạn luôn nha các bạn nha. Bao ship tặng cho các bạn gọng bình nước, đèn trước, đèn sau, heo dầu Shimano MT200, vỏ trao danh, bánh 29x2.10. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. 11 triệu 500 ngàn Canon đều nha các bạn nha. Yên Light to Buy. Một con xe quá hoành tráng luôn. Cốt rỗng nè, BB bạc đạn vặn nè, sơn 12 nè. Một đĩa. Dạ mới điểm răng vào dĩa 34 răng. Sơn Sumix 12. Một đĩa 34. Clip 12, nhỏ nhất là 11, lớn nhất là
42 nè, 50 gram, nhỏ nhất 11, lớn nhất 50 gram. 11, 42, 36, 32, 28 nè. Đó, đây 11 nè. Cùi đề lip Shimano đều rê 61. Và giá chỉ có 11.500.000. 11.500.000. Tên xe, thương hiệu xe Canon Đeo. Phiên bản hàng không chính hãng, nhưng mà đẹp cực kỳ. Đẹp hơn hàng hãng luôn nha các bạn nha. Mình gọi là đẹp hơn hàng hãng. Cùi đề lip có khóa cùi nè. Đó, dành cho những anh chị nào mới MTB. Đó, bánh bạc đạn nè, cối nổ siêu siêu lớn luôn. Một đĩa và 12 lip. Cối nổ như xe rát các bạn, như xe đua chuyên nghiệp. MTB. Bánh 29 nha các bạn nha. Trường nhôm và phục khí, có remote phá cột. Cốt yên nhôm, dây đông bô tăng cốt yên nhôm, bánh bạc đạn cối nổ lớn. Giá chỉ có 11.500.000, còn được bao ship nữa, quá tuyệt vời luôn. Còn gì bằng nha các bạn nha, không còn gì để nói bằng luôn. 11.500.000 thôi, chỉ 11.500.000 một chiếc xe. Đó, phiên bản là phiên bản hàng không chính hãng, rất đẹp. Mình quay cái bộ sườn nha các bạn con. Bộ sườn rất ngầu nha các bạn nha. Rất ngầu và rất tuyệt vời luôn. Chuẩn của 2025 là dòng hoa văn hoa báo nha các bạn nha, rất đẹp. Tên con xe là Canon Đeo của vũ trụ nha các bạn nha. Rất đẹp và rất là tuyệt vời, rất ý nghĩa. Giá 11.500.000 bao ship chào bạn.